Harry Kane ghi tuyệt phẩm cho Bayern. Tiền đạo Harry Kane ghi bàn thứ 21 trong 15 trận ở Bundesliga, giúp Bayern Munich thắng chủ nhà Wolfsburg 2-1. Phút 43, Kane nhận bóng ở trung lộ từ đường truyền của Thomas Müller. Anh đỡ bóng, rồi cứa lòng về góc cao cục gần từ cự ly khoảng hơn 20m, hạ gục thủ môn quen Castel và nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Ít nhất 5 cầu thủ Bayern giơ cao hai tay lên trời khi thấy bóng vào lưới, rồi chạy tới chia vui cùng thủ quân tuyển Anh. Bàn thắng này giúp tiền đạo 30 tuổi nới rộng cách biệt trong cuộc đua giành giày vàng châu Âu, với 21 bàn tại Bundesliga mùa này chỉ qua 15 trận. Trong năm giải hàng đầu châu Âu, Kylian Mbappe đứng thứ 2, với 3 bàn ít hơn Kane. Trang chủ Bundesliga thậm chí đặc biệt danh cho tiền đạo này là King Kane, Cua Kane, khi anh liên tiếp lập kỳ tích. Kỷ lục ghi bàn trong nửa đầu mùa giải ở Bundesliga thuộc về Lewandowski với 22 bàn mùa 2020-2021. Kane vẫn còn 3 trận nữa gặp Hoffenheim, Werder Bremen và Union Berlin để có thể xô đổ thành tích của tiền đạo người Ba Lan. Tuy nhiên, sau trận ở Bonsoan Arena, Kane và đồng đội sẽ nghỉ đông hơn 3 tuần. Bundesliga như thường lệ là giải nghỉ đông lâu nhất trong những giải hàng đầu. Trước bàn của Kane, Müller cũng kiến tạo pha mở tỷ số của Jamal Musiala. Tiền vệ 34 tuổi tạt bóng từ bên phải cho Musiala lao xuống đánh đầu về góc cao mở tỷ số. Tiền vệ 20 tuổi là cầu thủ trẻ nhất của Bayern chơi 100 trận tại Bundesliga và anh nhảy lắc không mừng bàn này. Wolfsburg đang đứng thứ 10 Bundesliga, gỡ lại một bàn ngay đầu hiệp 2 nhờ công của tiền vệ 29 tuổi Maximilian Arnold. Tuy nhiên Bayern vẫn duy trì thế áp đảo, chiếc điểm nhiều gấp 4 lần đối thủ, 20 so với 5 trong trận này. Thủ môn Manuel Neuer cũng 3 lần cứu thua để bảo toàn 3 điểm cho đội khách. Thầy trò Thomas Tuchel vẫn chưa thể đòi lại đỉnh bảng từ Bayern Leverkusen, khi cách biệt vẫn là 1 điểm và Bayern chơi ít hơn 1 trận. Bởi cũng ở vòng 16, đoàn quân của Xabi Alonso thắng đội khách Bochum 4-0, trong đó có hat-trick của tiền đạo người Czech Patrick Schick. Leverkusen vẫn là đội duy nhất bất bại ở năm giải hàng đầu châu Âu mùa này. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.